Chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của bốn tịnh lự, hoặc hữu lậu vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của bốn tịnh lự và cái danh hữu lậu vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của bốn tịnh lự, hoặc sanh diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của bốn tịnh lự và cái danh sanh diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của bốn tịnh lự, hoặc thiện phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của bốn tịnh lự và cái danh thiện phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của bốn tịnh lự, hoặc hữu tội vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của bốn tịnh lự và cái danh hữu tội vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của bốn tịnh lự, hoặc hữu phiền não vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của bốn tịnh lự và cái danh hữu phiền não vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của bốn tịnh lự, hoặc thế gian xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của bốn tịnh lự và cái danh thế gian xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của bốn tịnh lự, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của bốn tịnh lự và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn tịnh lự, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn tịnh lự và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn tịnh lự, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn tịnh lự và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn tịnh lự chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của bốn tịnh lự, hoặc khả đắc bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của bốn tịnh lự và cái danh khả đắc bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tám giải thoát và cái danh tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của tám giải thoát, hoặc thường vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của tám giải thoát và cái danh thường vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh lạc hoặc khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của tám giải thoát, hoặc lạc khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của tám giải thoát, và cái danh lạc khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh ngã hoặc vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của tám giải thoát, hoặc ngã vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của tám giải thoát, và cái danh ngã vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của tám giải thoát là Đại Bồ Tát? Chính cái danh ngã hoặc vô ngã của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 30.